Xin kính chào quý anh chị và khách hàng đã tiếp tục đến với những video của em Trung nha. Và trong buổi chiều hôm nay thì em Trung sẽ lên sóng và báo giá cho quý anh chị và khách hàng những mẫu xe vừa về tại showroom bên em nha anh chị, và những mẫu xe hiện tại đang có. Thì trong buổi chiều hôm nay thì em Trung về được ba con xe các anh chị. Honda Brio này, bên này có Mazda 3 bản 2.0, và sau kia nữa thì em đang có Toyota Veloz nha. Bản top nha chị, bản cao cấp nha. Thì cửa hàng Sài Gòn Ca chúng em nằm tại vị trí là 613 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Cách ngã tư Bình Phước hướng về Sài Gòn chỉ 1 km nha các anh chị, rất thuận tiện cho quý anh chị và khách hàng mình đến cửa hàng Sài Gòn Car bên em nè để mình tham quan nè và sở hữu cho mình một chiếc xe mong muốn nha. Thì đây, trong buổi chiều ngày hôm nay thì em Trung giới thiệu luôn nha, con xe cũng vừa về chiều nay các anh chị. Trước mặt quý anh chị và khách hàng đây, em đang có Honda Brio nè, đời 2021, lăn bánh 32.000 km nha các anh chị. Một con xe form dáng cực kỳ là nhỏ gọn nè, thích hợp cho các chị em phụ nữ mình di chuyển trong phố nha các anh chị. Đấy, con này mang biển thành phố luôn nha, thì tiết kiệm cho quý anh chị khách hàng mình 20 triệu tiền biển. Thì rước con xe này nha các anh chị, nước sơn màu trắng cực kỳ đẹp nè, form dáng rất là đẹp, bản RS nha các chị, bản RS 4 lốp nè, 4.000 lốp còn theo xe nhé. Đây, quý anh chị và khách hàng mình tham quan qua nội thất con xe này nha, rất là đẹp. Một con xe Odo đi 32.000 km, full bảo dưỡng lịch sự hãng nha các anh chị. Đấy, xe này thì được anh chủ đã lên cho mình một bộ áo ghế này, rất là đẹp, rất là thể thao luôn. Vô lăng này, vô lăng cùng tông với bộ áo ghế luôn, rất là đẹp. Được lên cho mình một cái màn Android luôn, rất là to các chị, rất là tiện ích nha. Xe thì rất là đẹp, sạch sẽ, lót sàn 5D này, rất là sạch. Xe vừa về nha các anh chị, anh em vẫn chưa qua câu spa dọn dẹp nha, mà đẹp thế này rồi, rất là nhỏ gọn. Đây, lốp đây các anh chị, lốp còn gai, lốp còn rất là sâu, thì mới 32.000 km thôi. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu nha, rất là tiết kiệm, gần 6 lít trên 100 km thôi nhé. Đây, tích hợp cho mình nè, cam lùi nè, cảm biến lùi, rất là tiện ích đúng không ạ? Con xe này cửa hàng Sài Gòn Ca chúng em đang rao bán với mức giá là 399 triệu nha, 399 triệu. Anh chị em mình sở hữu một con xe form dáng cực kỳ là nhỏ gọn này, tiết kiệm nhiên liệu này, thương hiệu đến từ Nhật Bản nha các anh chị, rất là đẹp. 399 triệu cho quý chị em mình sở hữu Honda Brio đời 2021 đi 32.000 km nha. Cho quý chị mình khách hàng mình xem qua cái phần khoang máy luôn. Đây, đây là con máy của con xe vừa về tại showroom của em nè, rất là đẹp luôn nhá. Đây, chưa qua dọn dẹp nha, thì bên em sẽ cho vệ sinh lại con máy nó sạch sẽ hơn. Đây, ốc cabo chưa tháo nha các chị, keo chỉ nguyên bản 100%, máy móc là nguyên bản nhá. Mua xe bên cửa hàng Sài Gòn Ca bên em thì quý chị và khách hàng mình cứ yên tâm bao test hãng cho quý chị và khách hàng nha, và có một chế độ bảo hành rất là hợp lý cho quý anh chị khách hàng mình khi sở hữu xe tại cửa hàng Sài Gòn Ca bên em nhé. Em xin nhắc lại nhé, Honda Brio đời 2021 lăn bánh 32.000 km, bên em đang bán với mức giá là 399 triệu nha các anh chị, 399 triệu cho anh chị em sở hữu con xe này nhé. Còn phía dưới này cũng là một con xe vừa về tại showroom bên em nha các anh chị. Đây, một con xe cũng khá là hiếm trên thị trường Việt Nam nha các anh chị, Mazda 3 phiên bản 2.0 nhé, Mazda 3 phiên bản 2.0. Để em xem con xe này đi ô tô bao nhiêu nghìn km rồi. Đây, con này ô tô đi 46.000 km nha các anh chị, đời 2014 đi 46.000 km, đi cũng rất là ít các chị. Nước sơn này rất là đẹp, từ đó mâm lớn nha các anh chị, ở cách phân biệt của bản 1.5 và 2.0 là cái mâm nha các chị, mâm này. Đây, nội thất và nó khác ở đồng hồ nữa nha các chị, mặt đồng hồ của phiên bản 2.0 thì nhìn rất là thể thao luôn, rất là đẹp. Anh chị em nào yêu thích cái phiên bản 2.0 này thì hãy đến ngay cửa hàng Sài Gòn Ca bên em để mình trải nghiệm và lái thử con xe này nha. Con xe rất là hiếm trên thị trường Việt Nam. Đây, tích hợp ghế chính điện luôn này, ghế da còn màu đen nguyên bản, theo xe còn rất là căng các chị. Nội thất con này rất là đẹp, đời 2014 nhé.
hàng ghế sâu này. Đời 2014 hàng ghế sâu như chưa có người ngồi các anh chị. Rất là đẹp. Rồi mình xem vào phần cốp của con xe này. Đây. Cốp rất rộng nha. Đây. Đồ nghề xe cua này các chị đầy đủ nhé. Nắp đẹp xe cua cũng còn rất là đẹp. Keo chỉ máy móc nguyên bản nha. Đấy con xe Mazda đời 2014 hay phiên bản 2.0 này thì bên Sài Gòn Cam anh em đang rao bán với mức giá là 388 triệu nha. 388 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này. Một con xe có thiết kế cũng rất là đẹp các anh chị. Mức giá cũng cực kỳ hợp lý nhé. 388 triệu anh chị em mình sở hữu con xe này. Phía dưới này thì Veloz cũng vừa về các anh chị. Veloz vừa về này, bản Cross Top rất là hot nha. Đang khách hàng đang xem nè các anh chị, nên mình di chuyển lên phía trên đây đi. Em sẽ giới thiệu cho quý anh chị khách hàng những mẫu xe trên này trước. Cross thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho quý anh chị sau. Bên này thì trước mặt quý anh chị đây, Mitsubishi Xpander nha, phiên bản Cross, màu cam đất rất là đẹp nha. Con này đời 2020, biển tỉnh nha các anh chị, mang biển tỉnh Bình Định. Lăn bánh mới 41.000 km thôi. Bên em đang rao bán mức giá là 545 triệu nha. 545 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này nha các anh chị. Một con giá cũng rất là hợp lý rồi. Một con xe 7 chỗ rộng rãi này. Động cơ 1.5 tiết kiệm, rất là tiết kiệm nha các anh chị. Chi phí bảo trì bảo dưỡng là rất là rẻ luôn. Nên anh chị em mình sở hữu con xe này cực kỳ hợp lý cho mình đi gia đình này. Rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Anh em đang bán với mức giá là 545 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này nhé. Anh chị em nào yêu thích cái dòng Xpander Cross này thì hãy đến ngay với cửa hàng Sài Gòn Cam anh em nhé. Phía này thì em có Kia Soluto các anh chị. Một con xe sedan phân khúc hạng B cũng rất là rộng rãi nha. Nước màu xanh này, màu xanh cũng rất là đẹp. Ở phiên bản 2022 này thì mới có cái màu xanh này thôi nha các anh chị. Logo mới của Kia rồi nè. Bản Deluxe số sàn, phiên bản số sàn. Anh em đang bán với mức giá là 380 triệu nha. 380 triệu cho anh chị em sở hữu con xe này. Đang biển Đồng Nai nha các anh chị. Ô tô con này đi 28.000 km, 4 dàn lốp còn theo xe nha các anh chị. Sơ cua chưa hạ nha. Con xe này là một con xe cực kỳ mới tại cửa hàng Sài Gòn Cam anh em nhé. Ở bên này thì em có Honda City Top các chị. Honda City Top màu sơn màu xám cũng rất là đẹp. Ô tô con này đi 77.000 km, full bảo dưỡng hãng nha các chị nha. Rất full bảo dưỡng hãng. Bên em đang bán với mức giá là được đời 2017 nha. Bản top là bản cao nha các chị, tương đương với bản RS bây giờ đấy, đời 2017. Bên em đang bán với mức giá là 390 triệu nha. 390 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này. Thay vì anh chị em mình mua được Vios này, ở với giá này thì anh chị em mình mua được Vios. Thì anh chị em nào để ý đến dòng City này, thiết kế này, form dáng này, option này thì nhiều hơn Vios, thì anh chị em mình lựa chọn con xe này nhé. Honda City bản top đời 2017, đi 77.000 km, 390 triệu nha các anh chị. 390 triệu. Đây, em giới thiệu cho quý anh chị khách hàng mình một con xe bán tải nhé. Mitsubishi Triton đời 2020 nhé. Đời 2020. Con này lăn bánh nè, để em xem con này lăn bánh bao nhiêu rồi. 47.000 km các chị. 47.000 km. Xe bán tải form dáng cực kỳ đẹp các chị. Form dáng của bán Triton rất là đẹp nha. Đấy, 47.000 km. Và em đang bán với mức giá là 515 triệu nha. 515 triệu. Nước sơn màu bạc rất là bóng bẩy anh chị, rất là đẹp. Con xe này anh chị em mình mua về chỉ việc sử dụng thôi nha, không cần phải làm gì thêm. Từ máy móc đến nội thất này, đến ngoại thất cũng rất là đẹp rồi. Mình xem qua nội thất của con Triton này đi các chị. Đây là nội thất con Triton. Nguyên bản của nó là ghế nỉ nha các chị, nhưng mà đã được anh chủ lên cho mình một bộ ghế da này, rất là đẹp. Ghế da màu đen rất đẹp, bộ ghế da này khoảng 5 đến 7 triệu nha các anh chị. Vô lăng này, cần số rất là đẹp, màn hình giải trí nha. Đầy đủ các tiện nghi cho mình nhé. Rất đẹp, gài lốp còn rất là sâu. Chỉ có 515 triệu thôi, anh chị em mình sẽ sở hữu được con xe này rồi. Bán tải nhé.
Rồi. Triton 2020 lăn bánh 47.000 km, 515 triệu nha các anh chị, 515 triệu mang biển thành phố luôn này, tiết kiệm cho quý anh chị khách hàng mình 20 triệu tiền biển nhá. Rồi. Bên này thì em có K3, K3 thì em đã nhận cọc rồi nhá. K3 nhận cọc rồi, chờ ngày giao cho khách thôi. Lúc nãy thì em đã giới thiệu cho quý anh chị khách hàng mình Honda City đời 2017 anh chị, đó là form cũ. Thì sẽ có một sự lựa chọn khác cho quý anh chị khách hàng mình nhé. Đây, Honda City đời 2021 các chị, bản G nhé, động cơ 1.5. Đây, đây là form mới rồi nha các chị, thiết kế của City này rất là đẹp nữa, rất là thể thao. Con này cũng cực kỳ là mới, lăn bánh mới 16.000 km thôi nha, 16.000 km. Đời 2021 này bên em đang bán với mức giá là 468 triệu, 468 triệu một giá, cũng khá là hợp lý cho anh chị em mình sở hữu con xe này. Còn dáng rất là đẹp, rất nhiều các option tiện nghi nha các anh chị. Động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu đây 5,6 lít trên 100 km nhé. Phía dưới này thì em đang có Toyota Fortuner các anh chị, đời 2016, sơn màu xám rất là đẹp, odo đi 102.000 km nhé, đời 2016, nước odo đi 102.000 km thì cũng rất là hợp lý rồi chị, đi cũng khá là ít chứ không có nhiều, gai lốp còn rất là sâu này, sơn màu xám rất là đẹp. Anh chị em nào đang tìm kiếm một con xe mà 7 chỗ gầm cao để mình đi gia đình thì hãy để ý tới con xe này nha, Toyota Fortuner đời 2016 nha các anh chị, form dáng cũng cực kỳ là đẹp đấy, nhìn rất là cổ điển nha các anh chị, thích hợp cho các anh em mình ở vùng cao này như Đắk Lắk, Đắk Nông này, Bình Phước này, đi con xe này thì cực kỳ hợp lý. Và anh em đang bán với mức giá là 528 triệu nha, 528 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này. Nội thất của con xe này cũng cực kỳ đẹp các anh chị, rất là đẹp. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe từ trước đến giờ nè các anh chị, từ đời 2016 đến giờ. 528 triệu nha. Đây thì buổi chiều hôm nay thì cửa hàng Sài Gòn Car của em cũng đang rất là tấp nập các anh chị. Toyota Veloz cực kỳ hot. Mới vừa về thôi nhưng mà khách đang xem rất là nhiều nha các anh chị. Nên em xin phép con xe này thì em sẽ quay ở cuối video cho quý chị khách hàng mình xem nhé. Rồi. À bên này em có Kia Sorento. Kia Sorento này thì em cũng đã nhận cọc rồi. Nên em xin phép không quay chi tiết nhé. Phía dưới này. Lúc nãy thì em giới thiệu cho quý chị khách hàng mình Xpander Cross rồi. Thì bây giờ sẽ có một sự lựa chọn mới nữa cho quý chị khách hàng. Xpander đời 2022 các chị, form mới nha. Đây, form mới của Xpander nhìn rất là đẹp đúng không các chị? Cụm đèn chữ T này, nước sơn màu bạc. Con xe này em xem odo đi bao nhiêu rồi nhá. 26.000 km các chị, 26.000 km. Con này là bản AT cô các chị, AT thiếu nha. Nên cách phân biệt của nó là ở trong nó là ghế nỉ, nhưng mà đặc biệt hơn một cái nữa là anh chủ đã lên cho mình một bộ ghế da rồi. Ghế da con này rất là đẹp. Mình xem bộ ghế da của con xe này đi các chị. Đây. Đây. Ghế da của con xe này nè. Anh chủ lên một bộ ghế da rất là đẹp rồi các chị. Vô lăng phụ số này, một con xe đi 26.000 km rất là đẹp. Form mới rất là đẹp rồi. Đây. Con xe này cửa hàng bên em đang bán với giá là 545 triệu. Xpander đời 2022 đi 26.000 km nha, 545 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này nhé. Kế bên em đây, em giới thiệu đến quý anh chị khách hàng mình Mazda 3 các chị, phiên bản luxury nha, đời 2022, lăn bánh mới 23.000 km nha các chị. 23.000 km cực kỳ mới nha, 4 dàn lốp còn theo xe nè, sơ cua chưa hạ nha các chị. Đó, nước sơn màu đỏ pha lê rất là đẹp. Con xe này thiết kế từ ngoại thất đến nội thất cực kỳ đẹp nha các chị. Đây, mình đi một vòng xem thiết kế của Mazda 3 thế hệ mới nha, cực kỳ đẹp, mang biển Đồng Nai luôn này. Đây. Đây, nội thất. Nội thất của Mazda 3 này cực kỳ sang trọng nha. Ghế da nguyên bản rất là đẹp. Rất là nhiều các option tiện nghi trên con xe này nha các chị. Anh chị em nào đang muốn sở hữu Mazda 3 hay là đang tìm hiểu dòng Mazda 3 này thì hãy đến ngay với cửa hàng Sài Gòn Car bên em để mình tham quan trải nghiệm và lái thử con xe này miễn phí nha các anh chị. Cửa hàng Sài Gòn Car em đó rất nồng nhiệt đón tiếp quý khách hàng.
nên quý chị khách hàng mình đừng ngại đến việc đến ngay với cửa hàng bên em, cứ trải nghiệm xe nha, trải nghiệm xe thoải mái. Với Mazda 3 phiên bản Luxury đời 2022 này thì cửa hàng Sài Gòn Car bên em cũng đang có một mức giá cực kỳ hợp lý nha. Khi mà lăn bánh thì gần 800 triệu. Thì bây giờ em sẽ để cho quý chị khách hàng mình một giá cũng cực kỳ hợp lý, 590 triệu nha các chị. 590 triệu cho anh quý chị em mình sở hữu con xe này nhé. Anh chị em nào yêu thích thì đến ngay với cửa hàng Sài Gòn Car bên em nha. Tiếp tục thì cửa hàng Sài Gòn Car chúng em mình rất nhiều các mẫu xe này, đa dạng về mẫu xe này, đời xe này. Lúc nãy thì em giới thiệu cho quý anh chị khách hàng mình con Fortuner này rồi đúng không? Đời 2016 phong cũ này. Bây giờ mình tiếp tục giới thiệu cho quý anh chị khách hàng mình có một cái sự lựa chọn mới hơn. Đời 2020 Fortuner nha các chị, đời 2020 một con xe cực kỳ mới, Odo đi 20.000 km, nước sơn rin 100% nha các chị, sơn rin 100%, lốp xe này nó còn như phải 95% nha các chị, 95%. Xe rất là đẹp. Fortuner đời 2020 đi 20.000 km. Đây, mình xem qua một vòng con xe này nhé. Fortuner thì muốn chịu khách hàng mình biết rồi, thương hiệu nồi đồng cối đá nha các chị, rất là bền. Con này là phiên bản máy xăng 2.7 máy xăng nha các chị. Ghế già rất là mới, dường như là chưa có người ngồi nha. Đây là hàng ghế sau, đây hàng ghế sau cực kỳ mới luôn các chị. Nhìn chung khá bất ngờ khi nhìn thấy hàng ghế sau của con xe này nhé, rất là mới, cực kỳ rộng rãi nha các chị. Con xe này thì bên cửa hàng Sài Gòn Car bên em đang rao bán với mức giá là 875 triệu nha. 875 triệu cho quý chị em mình sở hữu con xe này, một con giá cũng rất là hợp lý nhé. Fortuner đời 2020 đi 23.000 đi 20.000 km nha các chị. 875 triệu anh chị em nào đang yêu thích con xe này thì hãy đến ngay với cửa hàng bên em để mình trải nghiệm và lái thử nhé. Một con xe mà em chung cực kỳ thích nha các chị, Honda Civic đời 2015 nhé. Từ đời 2015 Odo đi 52.000 km nhé. Con xe cực kỳ mới, cực kỳ cộp tại cửa hàng Sài Gòn Car bên em nha. Từ sơn ngoại thất ra đến nội thất này các chị. Anh chị em mình xem nội thất của con xe này nhé. Đây, nội thất đời 2015 này các chị. Wow, rất là mới. Các chi tiết ghế da này rất là đẹp nha các chị. Nội thất con này như mới luôn các chị. Mở cửa ra thơm mùi mới. Đi 52.000 km. Honda Civic đời 2015. Đây. Odo 52.000 km nhé. Đây là hàng ghế sau này. Nội thất màu kem rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Con xe này thì hiện tại cửa hàng Sài Gòn Car bên em đang bán với mức giá là 435 triệu nha. 435 triệu. Con xe này rất là cộp, rất là đẹp nha. Anh chị em nào đang yêu thích cái dòng xe Civic này thì hãy đến ngay với cửa hàng bên em để trải nghiệm thử nha các anh chị. Honda Civic 2015 435 triệu nha. À, bên này em đang còn lại một em Xpander này đời 2021 nhá. Xpander đời 2021 nó sơn màu nâu này các chị. Con xe này một con xe cũng cực kỳ mới, Odo đi mới 20.000 km thôi, 20.000 km. Xpander thì quý anh chị khách hàng mình biết rồi, em đã giới thiệu từ đầu đến cuối video rồi, về động cơ này, về độ rộng rãi này, độ tiết kiệm nhiên liệu này, rất là đẹp. Một con xe cực kỳ lành tính. Với con Xpander đời 2021 này, nước sơn màu nâu đi 20.000 km thì bên em đang bán với mức giá là 560 triệu nha các chị. 560 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này. Giá thì vẫn còn thương lượng và bớt thêm lọc lá cho quý anh chị khách hàng mình khi đến xem xe tại cửa hàng Sài Gòn Car bên em nhé. Rồi, một nhân vật rất là hot trong ngày hôm nay nha. Vừa về chiều nay các chị, Toyota Veloz Cross bản top nha các chị, bản cao cấp nhất nha. Một con xe rất là đẹp, con xe này cực kỳ mới, sơn zin 100% các chị, không một vết trầy nha. Odo đi 13.000 km. Bên em đang bán với mức giá là 648 triệu nha, một giá cực kỳ hợp lý. Một con xe mà chiều nay cũng rất là nhiều khách hàng xem rồi và đang có khách hàng ở bên trong thương lượng rồi các anh chị.
chưa biết là chốt hay không, nhưng mà em Trung cũng sẽ lên sóng và quay qua cho quý anh chị và khách hàng mình xem sơ qua con xe này nhá. Rồi, ngoại thất này, thiết kế của Toyota này, một thiết kế mới phá cách rất là đẹp các anh chị. Đuôi xe này, dãy đèn hậu này, led nối dài nhá, rất là đẹp. Mình xem qua nội thất đi. Toyota thường mệnh danh là nghèo nàn về mặt option đúng không, nhưng mà con xe này thì khác các anh chị, rất là nhiều option trên con xe này nhá. Em cần giới thiệu sơ qua này các chị. Đây, ở phiên bản cao cấp thì chúng ta có phanh tay điện tử này, auto hold nè, sạc không dây nha các chị. Rất là nhiều các option nha. Trên vô lăng thì có tích hợp này, cảnh báo lệch làn này, rất là nhiều nha. Cam 360 trên con xe này luôn, rất là hiện đại. Đây là hàng ghế thứ hai, cực kỳ rộng rãi các chị. Chúng ta hàng ghế thứ hai đặc biệt là chúng ta có thể gập xuống, rất là rộng đúng không ạ. Được lót sàn 5D rồi này. Con xe này mức tiêu hao nhiên liệu tầm 6 lít trên 100 km đấy các anh chị. Một con xe 7 chỗ rộng rãi, mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ hợp lý luôn. Và anh em đang bán mức giá là 648 triệu cho anh chị em mình sở hữu Toyota Veloz này. Thì hiện tại cũng đang có khách hàng thương lượng và làm việc ở bên trong, chưa biết là có chốt con xe này hay không, nhưng mà cũng sẽ lên sóng cho các anh chị khách hàng mình xem về con xe này nhé. Rất mong là trong buổi chiều hôm nay thì em xe này sẽ được về chủ với về nhà với chủ nha các anh chị. Rồi thì em Trung sẽ xin phép kết thúc video của ngày hôm nay tại đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý chị và khách hàng gửi đến Sài Gòn Car bằng cách cho chúng em xin một like này, một đăng ký kênh để tiện theo dõi và cập nhật những thông tin này, những xe mới nhất tại cửa hàng Sài Gòn Car bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị và khách hàng.